Thái Sơn Bắc là một trong số những đội bóng futsal hiếm hoi ở phía Bắc tham dự giải futsal vô địch quốc gia. Như vậy là đã có tình huống ghi bàn dành cho cầu thủ Sài Gòn FC. Một pha bóng mà Thái Sơn Bắc đã thi đấu thiếu tập trung đỡ một cách đáng tiếc và sau đó thì đã phải trả giá với các bàn thua rất nhịp nhàng. Cơ hội, tỷ số của trận đấu là 2-0. Một pha xử lý quá hay. Tình huống ghi bàn đó là của Hữu Thắng. Tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho các cầu thủ Sài Gòn FC. Chúng ta lại được thấy được sự gắn kết giữa các cầu thủ áo đầu rất nhịp nhàng. Hữu Thắng cùng với Nhất Hội đã cho thấy sự ăn ý ở trong tình huống phối hợp tấn công này. Sài Gòn FC vẫn đang phong tỏa tốt lối vào khung thành. Nhưng vừa rồi thì đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Thái Sơn Bắc. Tình huống băng vào đá bồi đó là của số 12 Từ Minh Quang. Chúng ta cùng xem lại pháo này. Những phương án Thái Sơn Bắc vẫn đang là đội bóng nắm thế chủ động. Tuy nhiên vừa rồi là một pha mất bóng rất nguy hiểm. Cơ hội. Tỷ số của trận đấu là 3-1. Lần này thì đã không có sai lầm nào tới từ đội trưởng Hoàng Nam. Hoàng Nam đã cho thấy khả năng tận dụng cơ hội rất tốt của mình. Một trong số những kiến vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở phía trước. Bởi đây đã là thất bại thứ hai của đội bóng này. Cùng với những hình này thì tới đây buổi tường thuật trận đấu giữa hai đội bóng Thái Sơn Bắc và Sài Gòn FC của chúng tôi cũng xin được khép lại. Và hẹn gặp lại quý vị.